Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, một cuốn tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử dài đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời đã trở thành tuyệt tác của thể loại này. Hồi thứ 47 Hám trạch mật dân thư già hàng, bàng thống khéo dùng liên hoàn kế. Hám trạch tự là Đức Nhuận, người làng Sơn Âm, quận Cối Kê. Nhà nghèo nhưng chăm học, phải đi làm thuê. Thường hay mượn sách về xem, xem xong một lượt là nhớ như in, không bao giờ quên nữa. Trạch lại có tài biện bác, có lòng can đảm. Tôn quyền dùng làm tham mưu. Trạch chơi với hoàng cái thân thiết lắm, nên cái nhờ dâng thư trá hàng. Trạch vui lòng nhận ngay và nói. Đại trưởng phu ở đời không lập được công danh sự nghiệp gì. Chẳng hóa ra cùng với cỏ cây mục nát ư. Ông đã quên mình báo chúa. Đây tôi há dám tiếc thân. Hoàng cái nhảy choàng xuống đất lạy tạ. Trạch nói, việc không nên để lâu, xin đi ngay hôm nay. Cái nói, thư tôi đã viết sẵn rồi. Trạch nhận lấy thư, đến đêm, đêm già làm ông lão đánh cá, bơi chiếc thuyền con sang thẳng bờ phía bắc. Đêm hôm ấy, sao lạnh đầy trời. Vừa canh ba thì thuyền hám trạch tới cạnh thủy trại quân Tàu. Quân tuần tiễu trên sông bắt được, vào báo với Tào Tháo. Tháo hỏi, có lẽ là gian tế chẳng? Quân thừa, chỉ có một ông lão đánh cá, tự xưng là Tham Mưu bên Đông Ngô, tên là Hám Trạch, lại trình việc cơ mật. Tháo sai dẫn vào, bây giờ trên trướng đèn đuốc sáng loà thao ngồi ngất ngưởng trên ghế hỏi rằng người đã làm tham mưu đông ngô nay đến đây có việc gì trạch nói trước kia tôi thấy người ta đồn Tào thừa tướng cầu người hiền như kẻ khát nước nay nghe lời nói thật không ăn khớp chút nào thôi hoàng công phúc người nghĩ lầm mất rồi thao nói ta sắp sửa đánh nhau với đông ngô thấy người một mình đi lẻn đến đây, lẽ nào chẳng phải hỏi. Hám Trạch nói, Hoàng Công Phúc là cựu thần ba đời bên Đông Ngô, nay vô cớ bị Chu Du đánh đập khổ sở trước mặt các tướng, Công Phúc lấy làm căm tức vô cùng. Bởi vậy muốn sang hàng thừa tướng để báo thù, liền bàn với tôi. Tôi với ông ta như anh em ruột một nhà, cho nên dâng hộ tờ mật thư chưa biết thừa tướng có dung cho không? Tha hỏi, thư đâu? Hám trạch đưa thư ra trình. Dưới đèn, Tháo mở xem. Trong thư nói rằng, Tôi là Hoàng Cái, đội ơn sâu họ tôn. Đáng lẽ không dám ăn ở hai lòng mới phải. Nhưng xét tình thế bây giờ, thì đem quân sáu quận Giang Đông mà địch với quân trăm vạn ở Trung Nguyên. Ít địch sao nổi nhiều, thiên hạ đều thấy rõ cả. Các tướng sĩ bên đồng ngô, bất kỳ khôn dại, ai cũng biết cái lẽ như thế. Duy có Chu Du ba tuổi danh, tính tình nông nổi, tự cao tự đại, muốn đem trứng trọi với đá, lại ý thế lộng quyền, phạt kẻ vô tội, mà không thương người có công. Tôi là cựu thần, bỗng dưng bị đánh, căm tức biết ngần nào. Tôi được nghe tiếng thừa tướng đem bụng chân thành đãi người, nhún mình dùng kẻ sĩ vậy tôi xin đem quân lại hàng mong lập lấy chút công và rửa nhục trước lương thảo cùng đồ khí giới sẽ xin đem cả thuyền lại nộp sau khóc ra máu lậy trình thư này xin đừng hồ nghi gì cả Thao ngồi trên ghế xem đi xem lại tờ thư hơn chục lượt rồi bỗng dưng đập tay xuống án trợn mắt nổi giận lên mà nói rằng khoảng cái dùng kế khổ nhục sai người đến dâng thư trá hàng dám to gan đánh trống qua cửa nhà sấm phải không? Và thét tả hữu lôi trạch ra chém. Khi trạch bị dẫn đi, nét mặt vẫn thản nhiên như không. Trạch chỉ ngẩng mặt lên trời cười ngất. Thao sai lôi lại quát hỏi. Ta đã biết rõ ruột gan ngươi, ngươi còn cười gì nữa? Trạch nói. Thưa, tôi đâu dám cười ông. Tôi cười hoàng công phúc không biết người đó thôi tha hỏi thế nào là không biết người trạch đáp chém thì cứ chém việc gì phải hỏi lôi thôi thao nói ta đây học binh thư từ thuở nhỏ còn lạ gì những mẹo ấy người lừa ai thì được chứ lừa ta sao nổi trạch nói xin đồng hãy cho tôi được biết mẹo lừa ở chỗ nào thao nói để ta nói thẳng cho người biết, để người có chết cũng không oán thán gì nữa. Nếu các người thật tâm muốn hàng, sao không định trước ngày giờ? Thế có phải là gian hay không? Trạch nghe xong, phì cười, nói. Nói thế mà không biết thẹn, dám khoe khoang biết nhiều binh thư. Thôi, biết điều thì thu quân về cho mau, đừng có đánh trác gì nữa mà bị Chu Du tóm được. Đồ vô học kia, tiếc thay ta chết uổng về tay ngươi. Thao hỏi, sao lại bảo ta là vô học? Trạch đáp, người không biết cơ mưu, không hiểu đạo lý, vô học rành rành ra đấy còn gì. Thao nói, người cứ vạch những chỗ không đúng của ta ra xem nào. Trạch nói, người không kính trọng người hiền, hà tất phải nhiều lời làm gì, ta chỉ có chết là hết mà. Thao nói, nếu người đưa ra đủ lý lẽ thì tự nhiên ta sẽ kính phục ngay. Trạch nói, thế người không biết câu, trốn chúa đi lén không thể hẹn giờ sao? Nếu hẹn trước mà lỡ ra việc trong chưa xong, ngoài đã có binh đến tiếp ứng, chẳng hóa ra lộ chuyện mất à? Do đó gặp lúc thuận tiện thì làm, chứ hẹn trước làm sao được. Người không hiểu lẽ đó, định giết người tử tế, quả là đồ vô học. Tháo nghe xong, dịu ngay nét mặt, bước xuống xin lỗi, nói. Tôi xét việc không tin, lỡ phạm đến oai ngài, xin tha thứ cho. Hám trạch nói. Tôi với Hoàng Công Thúc đã giúp một lòng đến hàng. Khác nào trẻ nít mong cha mẹ, còn có điều gì là dối trá nữa. Tháo mừng lắm, nói. Nếu hai ông mà lập được công to này, ngày sau sẽ được phong tước cao hơn những người khác trạch nói chúng tôi có phải vì tước lộc mà lại đây đâu chính vì thuận lẽ trời hợp lòng người đó thôi tháo sai đem rượu khoản đãi một lát có người vào ghé tai nói nhỏ với tào tháo tháo nói đưa thư ra xem nào người đó chỉnh thư lên xem xong tháo tỏ vẻ vui mừng hám trạch nghĩ thầm đây hẳn là sái khòa, sái trung đưa tin về báo chuyện Hoàng Cái bị đòn, nên Tháo mừng việc ta đến hàng là thật bụng hẳn. Tháo nói, phiền tiên sinh trở về Giang Đông cùng với Hoàng Công Phúc, hẹn ngày đưa tin sang bên này cho tôi biết trước để đem quân ra tiếp ứng. Trạch thưa, tôi đã bỏ xứ Giang Đông mà đến đây, không mặt mũi nào dám về nữa. Xin thừa tướng sai người tin cần khác. Tháo nói, nếu sai người khác, tôi e tiết lộ việc chăng trạch từ chối mãi rồi nói tôi có về thì phải đi ngay không ở đấy lâu được tháo thưởng cho vàng lụa trạch không nhận từ tạ trở về lại bơi chiếc thuyền nhỏ về giang đông trạch thuật lại tất cả với hoàng cái cái nói giá không được ông là người biện bác giỏi thì ta chịu khổ cũng uổng công Trạch xin ra trại Cam Ninh để dò ý tứ, sái chung, sái hòa. Cái nói, hay lắm. Trạch đến trại, bảo với Ninh rằng, hôm qua tướng quân cứu Hoàng Công Phúc mà cũng bị đánh. Tôi rất cảm tức. Ninh chỉ cười, không nói. Giữa lúc ấy thì sái chung, sái hòa, ở đâu vừa đến. Trạch đưa mắt cho Cam Ninh. Ninh hiểu ý, nói ngay rằng, Công cảnh chỉ hợm tài Chẳng coi chúng ta ra gì Ta này bị nhục thật xấu hổ Với cả các người bên sông Trường Giang Nói đoạn Mắm miệng, nghiến răng Đập tay xuống bàn, gầm thét Trạch giả tảng Ghé vào tai cam ninh Nói mấy câu Ninh cúi gầm ngay mặt xuống Nín lặng, chỉ thở dài hai ba tiếng Sái chung sái hòa thấy hai người có ý muốn làm phản Mới hỏi thờ Chẳng hay tướng quân và tiên sinh sao buồn bực làm vậy. Trạch nói, các người biết thế nào được những điều đau khổ trong lòng chúng tôi. Sai hỏa nói, có lẽ hai vị định phản đông ngô mà hàng tào chăng? Hám trạch tái mặt lại, cam ninh tuốt gươm đứng dậy nói, Việc của ta bị lộ rồi, phải giết hai thằng này đi mới có thể giữ kín được. Sai Trung, sai hòa vội nói. Hai ông chưa lo, chúng tôi cũng xin đem việc tâm phúc bày tỏ với các ông. Ninh nói, nói mau lên. hoa nói, Tào Công sai hai chúng tôi đến trá hàng đây. Nếu hai ông có ý quy thuận Tào Công, chúng tôi xin dẫn tiến. Có thật thế không? Hai người đồng thanh đáp. Đầu sám nói dối. Ninh vờ mừng rỡ, nói. Nếu được như thế thì chính là trời đem lại dịp may cho ta rồi. Hai người nói, việc Hoàng Công Phúc và tướng quân bị nhục, tôi đã báo tin về cho thừa tướng rồi. Hám Trạch cũng nói, ta đã dâng thư hàng của Công Phúc sang thừa tướng rồi. Này đến rủ Hưng Bá cùng đến hàng đây. Ninh nói, đại trưởng phu đã gặp được minh chủ cũng nên quyết một lòng đi theo bốn người chén tạc chén thù bàn việc tâm sự với nhau hai anh em họ sái lập tức viết thư báo cho tào tháo nói cam ninh sẽ cùng với chúng làm nội ứng hám trạch lại viết thư riêng sai người đưa sang tào tháo trong thư nói hoàng cái muốn đến nhưng chưa có dịp thuận tiện khi nào thấy đoàn thuyền có cắm cờ xanh ở đầu, đó chính là thuyền đến hàng. Tháo được luôn hai bức thư, trong bụng vẫn nghi nghi hoặc hoặc, liền hội các mưu sĩ lại bàn rằng. Bên sông Trường Giang, Cam Ninh bị Chu Du làm nhục, xin làm nội ứng. Hoàng Cái bị đòn, sai hám trạch sang xin hàng, đều chưa đáng tin lắm. Ai dám sang chạy Chu Du, dò xem hư thực ra sao tưởng cán bước ra nói, tôi bữa trước sang đồng Ngô chưa làm được việc gì, vẫn còn áy náy lắm. nay xin liều đi một chuyến nữa, quyết dò được sự thật về báo với thừa tướng. tháo mừng rỡ, sai ngay tưởng cán đi. cán cưỡi chiếc thuyền nhỏ bơi thẳng đến cạnh thủy trại phía nam sông Trường Giang cho người vào báo. Chu Dù thấy cán lại đến, mừng nói rằng, ta thành công được là nhờ người này đây lập tức dặn lỗ túc mời bàng thống đến bảo cứ làm như thế như thế cho ta bành thống tự là sĩ nguyên quê ở tương dương tránh loạn sang ngủ bên giang đông lỗ túc thường tiến cử lên chu du thống chưa kịp đến ra mắt thì du đã sai túc đến hỏi kế phá tàu thống mật bảo túc rằng muốn phá quân tàu phải dùng hỏa công nhưng trên mặt sông to một chiếc thuyền bén lửa thì các thuyền khác tản ra chạy được cả chỉ có dùng kế liên hoàn khiến tháo phải ghép cả thuyền vào một chỗ mới có thể thắng được túc về nói lại với chu du du phục lắm và bảo túc chỉ có bành sĩ nguyên mới thực hiện được kế ấy cho ta mà thôi túc nói chỉ sợ tào tháo xảo quyệt đi thế nào được chu Du còn đang phân vân tìm chưa ra cơ hội thì được tin tưởng cán lại sang dù mừng lắm một mặt dặn dò bành thống thi hành mưu kế một mặt cho người mời tưởng cán vào cán thấy không ai ra đón trong bụng ngờ vực liền sai buộc thuyền ở chỗ hẻo lánh rồi vào dù hầm hầm nổi giận nói rằng được giật sao dám khinh ta thế cán cười đáp ta nghĩ ông là chỗ tình nghĩa anh em cũ muốn đến bày tỏ tâm sự sao lại bảo ta lừa lọc dù nói người muốn dụ ta hàng tàu trừ phi sông cạn đá mòn ta mới chịu lần trước ta nghĩ tình bạn cũ mời uống rượu và lưu ngủ chung giường không ngờ người ăn cắp thư của ta lẻn về báo với tào tháo để trương doãn sai mạo bị giết làm hỏng việc của ta. Hôm nay, người bỗng dừng lại đến, chắc không có bụng tốt đâu. Nếu ta không nghĩ đến tình xưa, thì chỉ cho người một nhát dao dứt làm hai đoạn. Ta cũng muốn tống người về cho rảnh. Nhưng độ vài hôm nữa, ta sẽ đánh phá Tào Tháo, nên phải giữ người lại, kẻo tiết lộ quân cơ. Liền sai tả hữu, đưa cán ra nghỉ trong một cái am gần núi Tây Sơn và bảo đợi khi nào ta phá xong Tào Tháo, sẽ tiện người sang sông cũng vừa. Tưởng Cán đang trực nói, thì Chu Du đã trở về sau trướng rồi. Tả hữu lấy ngựa cho tưởng cán cưỡi và dẫn đến am nhỏ sau núi, cắt hai tên lính hầu hạ. Cán ở đó vừa buồn vừa lo, ăn ngủ không yên. Đêm hôm ấy, trăng sao vàng vặc, cán dạo ra sau am nghe văng vẳng có tiếng đọc sách cán lần theo mãi đến cạnh núi thấy có căn nhà tranh ánh đèn le lói cán nhòm vào thấy một người đang ngồi đọc binh thư trước đèn treo một thanh kiếm cán nghĩ người này hẳn là dị nhân đây liền gõ cửa vào chơi người đó ra đón cán vào tư thế rất trịnh trọng cán hỏi tên họ người đó đáp Tôi là bảng thống, tự là sĩ nguyên. Cá nói, có phải là phượng sò tiên sinh đó không? Thống đáp, chính phải. Cán mừng nói, tôi lâu nay vẫn nghe tiếng ngài. Sao nay lại ẩn giật ở đây? Thống nói, chú dù cậy tài khinh người, nên tôi phải đến ở chỗ này. Xin hỏi ông là ai? Cán đáp, tôi là tưởng cán, thống mời vào Thảo Am nói chuyện. Cá nói, cứ nhờ tài của tiên sinh, đi đâu mà chẳng được trọng dụng. Nếu tiên sinh chịu sang với Tảo Công, tôi xin tiến dẫn. thông nói, tôi muốn bỏ đất Giang Đông này đã lâu. Ông đã có lòng tiến dẫn thì phải đi ngay mới được. Nếu để chậm trễ, chu dù biết sẽ làm hại mất. Ngay đêm hôm ấy, thống cùng với cán xuống núi, ra bờ sông tìm chiếc thuyền của mình trước, chở như bay về Giang Bắc. Về đến chạy, cán vào trước, thuật chuyện lại với Tào Tháo. Tháo thấy có phượng sổ tiên sinh đến, ra ngay ngoài chướng đón vào, chia ngồi chủ khách ngồi chơi, rồi hỏi. Chủ du tuổi còn non truyệt mà đã hậm mình khinh người, không dùng được mưu hay, tôi được nghe tiếng lớn của tiên sinh đã lâu, nay đã có lòng hạ cố, có điều gì xin tiên sinh cứ dạy bảo cho. thông thưa, tôi vẫn được nghe thừa tướng dùng binh rất giỏi, nay xin cho được xem việc bố trí quân sĩ thế nào. tháo say đem ngựa và mời bảng thống đi xem trại trên cạn trước. hai người đóng ngựa lên chỗ cao đứng quan sát, thống khen rằng. Những trại này tựa vào sườn núi men rừng Trước sau liên hệ với nhau Ra vào có cửa Lui tới có đường Dẫu tôn ngô nhương tư ngày xưa Cũng không thể hơn được Thảo nói Tiền sinh chớ có quá khen Còn mong dạy bảo giúp cho Lại mời thống đi xem trại dưới nước Thấy ở men nam chia làm 24 cửa Thuyền lớn bao bọc phía ngoài như một bức thành. Giữa là những thuyền nhỏ, lối ra vào thật phân minh. Thống cười nói, Thừa tướng dùng binh thế này, tiếng đồn quả nhiên không ngoa. Rồi lại trỏ sang Giang Nam nói, Chú làng, chú làng, nay mai tất chết. Tháo mừng lắm, về chạy mở tiệc thiết đãi, cùng thống đàm luận về cách dùng binh. Thống lý lẽ khủng biện ứng đối trôi chảy tháo kính phục lắm ân cần mời mọc thống giả say hỏi rằng bẩm thừa tướng ở đây có thầy lang giỏi không tháo hỏi cần thầy lang làm gì thống nói tôi xem chừng thủy quân của thừa tướng ốm nhiều cần có thầy lang giỏi mới chữa được Bây giờ quân tào không quen thủy thổ bệnh thổ tả phát ra nhiều người bị chết tháo đang lo nghĩ chợt nghe thống nói thì làm gì chẳng phải hỏi thống bèn nói phương pháp luyện tập thủy quân của thừa tướng thật là tuyệt diệu nhưng tiếc chưa được toàn diện tháo hỏi gặng hai ba lần thống mới nói tôi có một kế khiến cho thủy quân không mắc tật bệnh gì có thể yên ổn thành công tháo mừng lắm hỏi kế hay thống nói trong sông lớn này nước thủy triều khi lên khi xuống sóng gió liên biên người phương bắc không quen ngồi thuyền bị sóng đánh nghiêng ngả mới sinh ra bệnh nếu đem thuyền lớn nhỏ ghép lại thành từng cụm độ ba chục chiếc hoặc năm chục chiếc đầu đuôi dùng xích sắt ghép liền với nhau trên thuyền lắt ván phẳng phưu như thế chẳng những người đi lại dễ dàng mà đến ngựa chạy cũng được nên làm ngay lúc này đi thì còn lo chi thủy chiều và sóng gió nữa. Tào Tháo bước xuống tẻ, nói, Già tiên sinh không vạch cho cái hay này, thì phá sao được đông ngô nhỉ? Thống nói, tôi cũng mới nghĩ nông cạn thế thôi. Xin thừa tướng thử liệu xem có nên không. Tháo lập tức truyền gọi thợ rèn. Ngày đêm đúc dây xích và đanh lớn ghép chặt các thuyền lại. Quân sĩ được tin ai nấy đều mừng rỡ. Người sau có thơ rằng, Xích bích dùng binh đánh hòa công, Bảy mưu đặt mẹo khéo thông đồng, Nếu không có kế liên hoàn ấy, Công cần làm sao lập được công. Bành thống lại nói với Tào Tháo rằng, Tôi xem tình hình các bậc hào kiệt bên Giang Đông, Lắm người oán chu du. Tôi xin đem ba tức lưỡi, Dụ bọn ấy về hàng thừa tướng, còn một mình Chu Du không có người giúp đỡ, tất bị thừa tướng bắt sống thôi. Dù đã bị tan, thì Lưu Bị cũng chẳng giờ trò gì được nữa. Thao nói, tiên sinh lập được công to này, Thao sẽ tâu với thiên tử, phong ngài làm chức tam công. Thông nói, tôi không phải vì phú quý đâu, chỉ muốn cứu dân đó thôi. Thừa tướng có sang sông, cho nên tàn hại dân lắm. Thao nói, tôi thầy trời mà trị dân lẽ đâu lại ghét hại dân thống xin tờ chứng nhận của tháo để phòng khi quân tháo kéo đến khỏi động trạm đến họ hàng nhà mình tháo nói họ hàng tiên sinh ở cả đâu thông thừa ở cả bờ sông bên kia nếu được giấy đó thì sẽ bình an vô sự tháo sai viết giấy đóng dấu vào rồi giao cho thống thống lạy tạ nói sau khi tôi đi rồi thừa tướng nên gấp rút tiến quân chớ để cho chu du biết tháo cho là phải thống từ biệt ra đến bờ sông sắp bước chân xuống thuyền bỗng có một người nắm chặt lấy bàn thống mà nói rằng người tỏ gàn thật khoảng cái dùng kế khổ nhục hám trạch đưa thư trá hàng còn ngươi lại đến bày kế liên hoàn ta chỉ sợ bọn ngươi đốt không xuể được thôi bọn người mưu mù, mù ác độc, chỉ lừa được tào tháo, chớ biết sao nổi mất ta. Bàng thống rụng rời hết vía. Ấy là, cứ tưởng Đông Nam nhiều mẹo giỏi, ai ngờ Tây Bắc lắm người khôn. Chưa biết người ấy là ai, xem đến hồi sau sẽ hiểu. Hồi thứ 48 Mở tiệc yến, tào tháo ngâm thơ, khóa chiến thuyền bắc quân dùng võ lại nói bàng thống nghe người đó nói giật nảy mình vội ngoảnh lại trông thì là bạn cũ từ thứ trong bụng thống bấy giờ mới yên nhìn trước nhìn sau không có ai thống mới nói nếu anh làm lộ kế của tôi thì nhân dân tám châu bên giang nam đều do tay anh giết cả đấy từ thứ cười nói Thế còn tính mạng 83 vạn quân ở đây sẽ ra sao? Thông nói, Nguyên trực, anh định phá kế của tôi thật à? Thư nói, tôi đội ơn sâu lưu hoàng thúc, không lúc nào quên. Tào Tháo làm mẹ tôi chết, tôi đã thề suốt đời không bày một mưu kế gì cho y cả. Lẽ đâu tôi lại phá kế của anh? Chỉ vì tôi cũng ở trong đám quân này một mai giao tranh gây go khốc liệt thì tránh sao khỏi tai nạn. Anh hãy bày cho tôi một kế thoát thân. Tôi sẽ xin gắn miệng lại mà đi ngay chỗ khác. Thống cười nói. Nguyên trực nghĩ xa lắm. Nhưng cái ấy thì có khó gì. Thống liền ghé vào tay từ thứ nói nhỏ vài câu. Thứ mừng rỡ vái tạ. Thống từ biệt xuống thuyền về Giang Đông. Lại nói chiều hôm ấy từ thứ sai người lẻn đến các trại phao một tin đồn hôm sau quân lính túm năm tụm ba chỗ nào cũng ghé tai chạm chán, thì thầm với nhau quân do thám về báo với tháo rằng trong quân có tin đồn hàn toại mã đằng ở tây lương làm phản đang kéo về đánh Khơ đô tháo giật mình vội vàng họp các mưu sĩ lại bàn bạc ta dẫn quân sang đánh mặt nam lúc nào cũng lo lắng về bọn mã đằng hàn toại tin đồn chưa biết hư thực thế nào nhưng cũng nên đề phòng mới được tháo vừa dứt lời từ thứ bước ra thưa tôi từ khi đội ơn thừa tướng thu dùng chưa lập được chút công lao nào nay tôi xin lĩnh ba nghìn quân mã ra giữ ải tản quan nếu xảy việc gì khẩn cấp sẽ xin báo tin lên thừa tướng ạ à. thao mừng nói nếu nguyên trực chịu khó đi cho ta không còn lo ngại gì nữa hiện ở cửa ải cũng đã có quân sĩ ông thống lĩnh cả một hẻ ta cấp cho ông ba nghìn quân mã bộ nữa cùng tang bá làm tiên phong ông nên lập tức đi ngay đừng trì hoãn từ thứ từ biệt tào tháo cùng tang bá lĩnh quân đi đó chính là kế của bảng thống cứu từ thứ đời sau có thơ rằng Tào Tháo Nam Trinh dạ những sầu, lo vì đẳng toại nổi qua mâu. Một lời bảng thống xui nguyên trực, có khắc chi như cá thoát câu. Tào Tháo từ khi sai tử thứ đi khỏi, trong bụng tạm yên. Một hôm, cưỡi ngựa đi xem xét, chung quanh các trại trên bộ, rồi đến thủy trại. Tháo đi trên chiếc thuyền to, giữa cắm cờ hiệu chữ suý Hai bên bày thủy chạy, trên thuyền phục hơn một nghìn tay cung nỏ. Tháo ngồi chót vót tầng trên. Ngày rằm tháng 11, năm Kiến An thứ 12, tức 207, khí trời tạnh tẽ, sóng gió yên lặng. Tháo sai mở tiệc rượu, có cả ca nhạc trên thuyền to, để hội các tướng. Trời tối dần, vầng trăng hiện trên đỉnh núi phía đông, vàng vạc như ban ngày. Dải sông Trường Giang nằm vắt ngang như tấm lụa. Tháo ngồi trên thuyền, tả hữu vài trăm người, mặc toàn gấm vóc, vác qua cầm kích đứng hầu hai bên. Các quan văn võ ngồi theo ngôi thứ. Tháo đứng ngắm bốn phương trời minh mang, bát ngát. Dãy núi Nam Bình lộ lộ như tranh vẽ. Phía đông bờ cõi xài tang, phía tây sông dài hạ khẩu phía nam dãy núi phản sơn phía bắc khu rừng ô lâm thao lấy làm khoan khoái nói với quan quân ta từ khi khởi nghĩa vì nước trừ những kẻ hùng bạo thề quét sạch bốn biển san phẳng thiên hạ duy chỉ còn giang nam là chưa lấy được thôi nay ta có trăm vạn hùng binh lại nhờ sức các ông lo gì chẳng thành công sau khi ta thu phục được giang nam thiên hạ yên ổn rồi ta sẽ tha hồ cùng với các ông trung hưởng phú quý vui vẻ đời thái bình văn võ cùng đứng dậy nói chúng tôi chỉ mong sao thừa tướng chóng thành công chọn đời chúng tôi đều được nhờ phúc ấm của thừa tướng thao mừng lắm sai tả hữu đi rót rượu mời các quan uống mãi đến đêm thao say trò sang phía nam nói bờ chu dù lỗ túc chúng mày không biết lòng trời này mày có người của chúng mày đến hàng ta làm nội ứng phá từ trong phá ra đó là trời giúp ta vậy tuân du thưa thừa tướng không nên nói e bị tiết lộ mất thao cười hà hà nói mọi người có mặt ở đây đều là tâm phúc của ta cả nói ra có ngại gì lại trò sang hạ khẩu nói bờ lưu bị ra cát lượng kia bọn mày không biết sức mình như con sâu cái kiến cứ hồng đẩy núi thái sơn sao ngu lắm thế rồi ngảnh lại bảo các quan ta này đã năm mươi tuổi rồi nếu lấy được giang nam thì sở nguyện của ta cũng đạt được khi xưa ta quen thân với ông kiều công ở giang nam biết ông có hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần về sau không ngờ về tay tôn sách và chu du rồi ta vừa xây xong đài đồng tước trên bờ sông trương nếu hạ được giang nam ta sẽ bắt hai nàng kiểu ấy đem về đài đồng tước để vui hưởng tuổi già ta mới mãn nguyện được nói rồi cười ầm cả lên ông đỗ mục ở đời nhà đường có vịnh một bài thơ rằng dưới cát gươm chìm sắt chửa tiêu rũa mài nhận biết việc tiền triều gió đông nếu chẳng vì công cần đồng tước đêm xuân khóa nhị kiều tào tháo đang vui cười bỗng thấy con quạ vừa kêu vừa bay về phía nam tháo hỏi quạ ấy làm sao mà đêm lại kêu thế tào hậu bẩm quạ thấy sáng trăng tưởng trời đã sáng cho nên bay ra kêu thôi mà tháo lại cười ầm lên Bây giờ Tháo đã say quá Cầm một ngọn giáo Đứng trên mũi thuyền Đổ một chén rượu xuống sông Rồi lại uống luôn ba chén đầy nữa Cắp ngang ngọn giáo Nói với các tướng Từ khi ta cầm ngọn giáo này Phá khăn vàng Bắt lã bố Diệt viên thuật Thu viên thiệu Thọc sâu vào tây bắc duỗi thẳng đến liêu đông Tung hoành bốn bể Thật không phụ ý chí của kẻ đại trượng phu. Này đứng trước cảnh này, lòng ta xiết bao cảm khái. Ta làm một bài hát, các ông đều họa chơi cho vui. Bài hát rằng, cuộc vui có được là mấy chốc, có khắc chi hạt mốc sáng ngày. Nguồn sầu lai láng vơi đầy, giải phiền họa có rượu này làm vui. Chàng áo xanh ngậm ngùi lòng tớ, khưu ngoài đồng hớn hở gọi nhau. Khách ta, ta đã gặp nhau gầy đàn thổi sáo ngõ hầu thêm vui trăng sáng tỏ bùi ngồi trong dạ nỗi lo này biết ngỏ cùng ai chuyện trò kể lể xa xôi nhớ người nghĩa cũ cười vui để khỏe quạ đêm trăng bay về nam hậu lượn ba vòng biết đậu cảnh nào nước càng sâu núi càng cao chu công trọng khách xôn xao kéo về thao hát đoạn. Mọi người họa theo, cười đùa vui vẻ. Bỗng một người bước ra nói. Giữa lúc cả hai bên đang đối địch, tướng sĩ đang cố sức, sao thừa tướng nói gở vậy? Thao nhìn xem thì là Lưu Phức, thứ sử Dương Châu. Phức trước làm quan ở Hợp Phì, xây đắp nhiều thành quách, tập hợp những dân siêu tán, mở trường học, khai khẩn ruộng đất, dạy dỗ nhân dân. Phước theo Tào Tháo đã lâu lập được nhiều công trạng. Khi ấy, Tháo cấp ngang ngọn mâu, hỏi lại rằng, Ta nói gở điều gì? Phước thừa, những cầu trăng sáng, quạ bay quanh ba vòng, không biết đậu vào đâu, là những câu gở. Tháo nổi giận nói, Mày sao dám bẻ tao? Nói rồi, phóng một ngọn mâu, đâm chết lưu phức. Ai cũng kinh hãi, bữa tiệc cũng tan hôm sau tháo tỉnh rượu hối hận quá quan phức là lưu hy kêu xin đem thây cha về táng thao khóc nói hôm qua ta say rượu quá lỡ giết mất cha ngươi giờ hối hận không kịp mất rồi vậy nên dùng lễ tam công làm ma cho cha ngươi lại sai quân sĩ hộ tống linh cữu đưa về an táng hôm sau thủy quân đô đốc mao giới và vu cấm vào bầm rằng Các thuyền lớn nhỏ đã ghép đâu vào đấy Tinh kỳ khí giới cũng đủ cả Xin thừa tướng điều khiển cho quân sĩ luyện tập Để nay mai cất quân Tháo ra trại thủy Ngồi trên một chiến thuyền to ở chính giữa Đòi các tướng đến nghe lệnh Quân thủy và quân bộ đều chia làm năm hiệu cờ Quân thủy tướng trung quân cờ vàng là mau giới vu cấm tướng tiền quân cờ đỏ là trương cáp tướng hậu quân cờ đen là lã kiền tướng tả quân cờ xanh là văn xính tướng hữu quân cờ trắng là lã thông quân mã bộ thì từ khoảng làm tướng tiền quân cờ đỏ lý điển làm tướng hậu quân cờ đen nhạc tiến làm tướng tả quân cờ xanh hạ hậu uyên làm tướng hữu quân cờ trắng hạ hậu đôn tào hồng thì tiếp ứng cả hai đường thủy lục hứa trữ, trương liêu hộ vệ và đi lại đốc chiến còn bao nhiêu tướng tá đội nào cứ theo đội ấy mà đi lệnh truyền vừa dứt trong trại thủy nổi ba hồi trống các đội thuyền buồm lần lượt theo từng cửa tiến ra hôm ấy nổi gió tây bắc buồm vải kéo lên các thuyền sung pha sóng gió vững chắc như đi trên mặt đất quân sĩ trên thuyền nhảy nhót ra oai kẻ phóng giáo người mua gươm tả hữu trước sau đội nào cởi, rất nghiêm chỉnh lại có hơn năm chục chiến thuyền nhỏ ở ngoài đi lại tuần phòng đốc thúc tháo đứng trên tướng đài quan sát quân luyện tập trong bụng vui mừng cho rằng quân tướng thế này đánh đâu chẳng được liền sai hạ buồm thuyền nào lại theo đội ấy kéo về trại tháo lên trướng, nói với các mưu sĩ. Nếu không có trời giúp, thì sao ta được diệu kế của Phượng sồ Dây xích ghép thuyền thành cụm, quả nhiên đi dưới nước như đi trên đất bằng vậy. Trình dục thưa, thuyền ghép cả lại là một, tuy vững chắc thật, nhưng nếu bị đánh khỏa công thì khó bề xoay sở, không thể không đề phòng được. Thao cười lớn nói, người tuy cũng đã lò xe nhưng chưa hiểu biết đầy đủ. Tuân du nói trọng đức nói phải đấy. Sao thừa tướng còn cười? Thao nói phép đánh hỏa công phải nhờ sức gió. Đang mùa này thì chỉ có gió tây bắc. Làm gì cho có gió đông nam? Ta ở bên phía tây bắc quân địch đóng dưới bờ nam. Nếu nó dùng khỏa công tức là nó lại đốt quân nó. Đây ta có sợ gì? giả thử vào tiết tiểu xuân tháng mười thì ta đã phòng bị từ lâu rồi các tướng đều phục lắm nói thừa tướng cào kiên lắm chúng tôi còn kém xa tháo ngoảnh lại bảo các tướng quân các châu thanh từ yên đại xưa nay không quen cưỡi thuyền nay không dùng kế ấy thì qua thế nào được đại trường giang hiểm trở bỗng hai tướng nhảy ra bậm rằng Tiểu tướng tuy sinh trưởng ở U, Yên, nhưng ngồi thuyền đánh thủy cũng được. Nay xin thừa tướng cho mượn hai chục chiếc thuyền tuần tiễu, bơi thẳng sang bờ Nam, cướp lấy cờ trống đem về, để mọi người biết quân miền Bắc đánh thuyền cũng giỏi. Thao nhìn xem thì là tiêu súc và trương Nam, tướng cũ của viên thiệu. Thao nói, các người sinh trưởng miền Bắc, e đánh thuyền không quen, quân Giang Nam qua lại trên mặt nước luyện tập thành thạo, trở nên khinh thường mà đùa với tính mạng. Hai người kêu to rằng, nếu không đánh được, xin chịu thi hành quân pháp. Thao nói, chiến thuyền đã ghép liền cả rồi, chỉ còn thuyền nhỏ, cho được độ vài chục người, e đánh nhau không tiện. Tiêu súc bẩm, nếu dùng thuyền to, sao gọi là tài? Chúng tôi chỉ xin lĩnh hai chục chiếc thuyền nhỏ, chia đôi mỗi người dẫn một nửa, sang thẳng chạy thủy Giang Nam, cướp được cờ, chém được tướng trở về mới nghe. Thao nói, ta trao cho các ngươi hai chục chiếc thuyền và năm trăm quân tinh tráng, mang toàn giáo dài nỏ cứng, sáng mai sẽ huy động các thuyền trong trại thủy ra giữa sông làm thanh thế và sai văn xính dẫn ba chục chiếc thuyền đi tuần để tiếp ứng cho hai người về. Tiêu Súc Trương Nam mừng rỡ lui ra. Hôm sau, canh tư thổi cơm, canh năm nai nịt gọn gàng. Trong trại thủy chiêng trống nổi lên, thuyền bè ùa ra, dàn trên mặt sông. Một dải trường giang cờ hiệu xanh đỏ dập trời. Tiêu Súc và Trương Nam dẫn hai chục chiếc thuyền tuần tiễu xuyên qua trại tiến lên nhắm giang nam lướt tới nói về bên giang nam từ hôm trước nghe tiếng trống đánh ầm ầm ở xa trông sang thấy tào tháo điểm duyệt quân thủy quân sĩ vào báo với chu du dù trèo lên núi cao quan sát nhưng quân tàu đã thu cả về trại rồi hôm sau trống lại thúc ẩm Mỹ. quân sĩ trèo lên gò cao nhòm sang thấy một số thuyền nhỏ rẽ sóng bơi đến dù hỏi các tướng ai dám ra địch thì hán đương chu thái hai người cùng đứng ra nói tôi xin tạm làm tiên phong phá địch dù mừng rỡ truyền lệnh cho các chạy phải giữ gìn cẩn thận không đâu được hình động hàn đương chu thái mỗi người lĩnh năm chiếc thuyền tuần tiễu chia làm hai ngả kéo ra lại nói tiêu xúc trương nam cậy có sức mạnh Chèo thuyền như bay sang bờ nam. Hàn Đương chỉ mặc một áo giáp che ngực, tay cầm giáo dài, đứng trên đầu thuyền. Thuyền tiêu xúc đến trước, sai quân bắn tới tấp sang thuyền Đông Ngô. Đường dưa lá mộc lên đỡ. Tiêu xúc khoa giáo dài đâm hàn đương bị đường đâm lại một mũi, chết gục ngay xuống. Trường Nam ở phía sau hét lên rồi tới. Chú Thái chèo thuyền ra địch trương nam vác giáo đứng trên mũi thuyền hai bên cung nỏ bắn nhau tới thấp chu thái tay mộc tay đao khi hai thuyền còn cách nhau độ bảy tám thước chu thái nhảy ngang sang thuyền trương nam chém một nhát nam ngã lăn xuống nước thái múa đao chém lia lịa thuyền địch tan chảy hàn đương chu thái thúc thuyền đuổi đánh ra đến giữa sông vừa gặp thuyền văn xính đến hai bên lại dàn thuyền kịch chiến Chu Du dẫn các tướng trèo lên đỉnh núi, trông sang bắc ngạn. Thấy thuyền to, dàn khắp mặt nước, cờ hiệu phấp phới, hàng ngũ chỉnh tề. Lại ngoảnh xem hàn đương. Chu Thái cầm cự với Văn Xính. Hai người dốc toàn lực ra đánh. Văn Xính phải bỏ chạy. Hai người thúc thuyền đuổi theo. Dù sợ đuổi vào nơi nguy hiểm, liền phất cờ trắng và sai khua chiêng thu quân hai người mới quay thuyền về trại chu dù vẫn còn đứng trên núi nhìn chiếc thuyền bên kia vào cả thủy trại ngoảnh lại bảo các tướng rằng trên thuyền giang bắc nhiều hơn lá tre tào tháo lại nhiều mưu kế ta tìm cách gì phá cho được mọi người chưa kịp thưa lại bỗng thấy lá cờ vàng giữa trại tàu bị cơn gió to thổi gãy gục bay ra giữa sông dù cười lớn nói đó là điểm không hay rồi. Dù đang mải quan sát, bỗng một trận gió đùng đùng thổi đến, sóng vật tới bờ. Cái dài cờ bay tạt vào mặt Chu Du. Dù sực nghĩ tới điều gì, bỗng kêu rú lên một tiếng, rồi ngã vật ra phía sau, miệng thổ máu tươi. Các tướng vội vàng vực Du đứng dậy, thì Du đã mê man không biết gì nữa. Rõ là vừa mới cười xong, sao bỗng ngất. quần Nam đâu dễ phá quân Tào. Chưa biết tính mạng Chu Du thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn La Quán Trung. Vào giờ này, ngày mai, Hùng Anh sẽ đọc tiếp. Mong quý vị và các bạn chú ý đón nghe.